Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn một cái loại bổ ngữ nữa đó là bổ ngữ chỉ mức độ cũng có người gọi là bổ ngữ chỉ trình độ hoặc cũng có người gọi là trình độ bổ ngữ như vậy bổ ngữ chỉ mức độ nó là cái gì và nó mang ý nghĩa như thế nào thì chúng ta lần lượt tìm hiểu nha à, bổ ngữ chỉ mức độ thành phần đứng sau động từ hoặc là tính từ để biểu thị cái mức độ đạt đến thì gọi là bổ ngữ chỉ mức độ như vậy là bổ ngữ chỉ mức độ là những cái thành phần đứng sau động từ và tính từ để nó giải thích cái mức độ đạt đến thì gọi là bổ ngữ chỉ mức độ thôi ví dụ ăn nhiều thì nhiều là bổ ngữ chỉ mức độ cho hành động ăn nói giỏi giỏi là bổ ngữ chỉ mức độ cho hành động nói chạy nhanh thì nhanh là bổ ngữ chỉ mức độ cho cái hành động chạy chúng ta lưu ý như vậy và cái loại bổ ngữ chỉ mức độ này nè nó được chia ra làm hai loại loại thứ nhất là bổ ngữ chỉ mức độ mà không dùng đến từ tơ ví dụ trơ trư bị là cây bút này hào chỉ là tốt vô cùng hào là tốt chỉ đó tức là bổ ngữ chỉ mức độ cho cái à, cái tính chất tốt nhưng là tốt cực kỳ hay là chín thiên là hôm nay Wo lây sửa là Lây là mệt, còn sửa là chết Mệt chết đi được Thì chết đó, sửa đó Chính là bổ ngữ chỉ mức độ Còn loại thứ hai là bổ ngữ chỉ mức độ Có dùng đến từ tơ Thì cái loại bổ ngữ này Chúng ta sẽ làm quen ở video clip kế tiếp Ví dụ anh ấy nói rất hay Thá sô tơ khẩn họ phải có từ tơ Anh ấy nói tiếng hoa rất hay Tha số hai nhị số ta hỉnh họ thì cái trường hợp thứ hai này chúng ta sẽ làm quen sẽ tiếp cận ở video clip kế tiếp. Ở trong cái phạm vi của cái clip này thì chúng ta chỉ làm quen với loại thứ nhất mà thôi. Rồi bổ ngữ chỉ mức độ không dùng đến từ tơ. Đó là những bổ ngữ biểu thị mức độ đứng sau tính từ hoặc là một số động từ những từ làm bổ ngữ này thì thường thấy ví dụ như từ chỉ chỉ nó mang nghĩa là cực kỳ hoặc là vô cùng rồi thô cũng như vậy thô là chữ thấu á đau thấu tim á chữ thấu đó rồi kế, kế, tiếp ta có từ sợ sợ là chết rồi hoai là hư và tố là nhiều và một số từ ngữ khác thì nhìn chung nè chỉ nè thô nè sợ nè hoai nè Tố điều chỉ ở mức độ rất là cao và tùy ở trong cái câu mà chúng ta nên dịch như thế nào cho phù hợp. Bộ ngữ chỉ mức độ nó cũng tương tự giống như là các cái phó từ chỉ mức độ vậy. Phó từ chỉ mức độ ví dụ như từ hành là rất đó là phó từ chỉ mức độ đó. Bì treo là khá hoặc là tương đối là phó từ chỉ mức độ rồi phây sản là cực kỳ hoặc là vô cùng cũng là phó từ chỉ mức độ thì những cái ông mà làm bổ ngữ này nó cũng tương tự như các cái phó từ chỉ mức độ vậy nó chỉ có thể dùng được với các cái tính từ hoặc là các cái động từ chỉ trạng thái tâm lý này, hoạt động trạng thái tâm lý à, cái cảm giác hoặc là cái tình cảm thôi nó không có được dùng rất là rộng rãi chúng ta lưu ý như vậy và chúng ta xem các cái ví dụ sau đây Chúng ta có ví dụ thứ nhất nè. Chín thiên thai mạng là. Chín thiên là hôm nay thai mạng là. Bận quá. Hôm nay bận quá. Wò lây sửa là. Wò là tôi lấy là mệt. Sự là chết. Wò lây sửa là tôi mệt chết đi được. Như vậy sửa là bổ ngữ chỉ mức độ. Cho cái cảm giác lê là cảm giác mệt. Ví dụ thứ hai. chưa cơ hải chưa Đứa trẻ này, đứa bé này. Khờ ai chỉ là khờ ai là đáng yêu chỉ là à, mình dịch là vô cùng đi đáng yêu vô cùng hoặc là dễ thương vô cùng chỉ và sự đều chỉ mức độ rất cao ở đây chỉ bổ nghĩa cho khờ ai kế tiếp khảo sư trẻ xu là cái kỳ thi kết thúc rồi khảo sư là thi hoặc là danh từ kỳ thi khảo sư trẻ xu là kỳ thi kết thúc rồi của mình cao xin chỉ là chúng tôi vui sướng vô cùng cao xin là vui sướng cao à, xin chỉ là thì chỉ đó cũng chỉ mức độ là rất cao như vậy là vui sướng vô cùng kế tiếp nữa chúng ta có cái ví dụ thứ tư trơ bình su trơ bình su là quyển sách này quá xì hoan chỉ là tôi thích vô cùng à, xì hoan là chỉ cái hoạt động của trạng thái tâm lý thích yêu thích ghét giận rồi đó là thuộc hoạt động của trạng thái tâm lý như vậy xì khoan chỉ là, là tôi thích vô cùng quyển sách này tôi thích vô cùng Cái tiếp nữa chúng ta có cái ví dụ thứ năm trơ sư khảo sư cái lần thi này trơ sư khảo sư của hải con của tôi tớ là chiều số vũ phân tớ là chiều số vũ tớ là, là đã được được 95 điểm tha khở lơ hoài là Lơ ở đây là bằng với cao xiên Lơ là chữ lạc cũng là vui Lơ hoài là là vui vô cùng Ngay chỗ này có từ khờ cũng được không thì thôi Và từ khờ ở đây nó mang cái ý nghĩa nhấn mạnh thôi Chúng ta không cần dịch ra tiếng Việt cũng được Nó vui sướng vô cùng Cái tiếp nữa chúng ta có cái ví dụ thứ sáu Chỗ thiên dĩ dê mỹ Dĩ là cả đêm Chỗ thiên là ngày hôm qua cả đêm không ngủ Dĩ dê mỹ chín thiên là hôm nay khuân là buồn ngủ khuân sửa hòa là buồn ngủ chết đi được hoặc là tôi buồn ngủ chết đi được khuân sửa hòa là thì sửa ở đây là bổ ngữ chỉ mức độ cho khuân tức là buồn ngủ chết đi được rồi chúng ta xem ví dụ tiếp nữa dù sư ta ma dù sư ta ma tức là dù sư ta tung si ma có cái gì để ăn không có cái gì để ăn không? Wow, ơ sửa là, tôi đói chết đi được ơ ừ là đói sự là chết ủa ơ sự là tôi đói chết đi được thì sự đó cũng là bổ ngữ cho bổ ngữ chỉ mức độ cho cái cảm giác đói của mình và chúng ta có một cái lưu ý nè từ chỉ còn có thể đứng sau động từ sen là giống mặc dù sen không phải là chỉ các cái hoạt động trạng thái tâm lý cảm giác gì cả nhưng riêng từ chỉ này đặc biệt nó có thể dùng với cái từ sen đứng sau cái từ sen là giống Ta xem ví dụ bên dưới Tham minh phu tử lẹ Phu tử lẹ là hai bố con, hai cha con Tham minh phu tử lẹ, hai cha con họ Xem chỉ là giống nhau vô cùng Đây là trường hợp đặc biệt Kế tiếp nữa, từ tố từ tố chỉ có thể đứng sau tính từ thôi, không có đứng sau được các cái thành phần khác. Chúng ta lưu ý như vậy. Ví dụ, tha sinh thị là sức khỏe của anh ấy bỉ gì sẽ so với trước đây họ tố là tốt hơn nhiều như vậy là sức khỏe của anh ấy tốt hơn trước đây nhiều thì tố đây làm bổ ngữ chỉ mức độ cho từ họ họ là tính từ như vậy tố chỉ đứng sau tính từ thôi không có đứng sau được nhiều các cái thành phần khác kế tiếp nữa thứ 10 trời tờ thiên bày khoa tố là thiên xì, thời tiết ở đây bỉ bảy phán là so với miền Bắc Noàn khô túa là ấm áp hơn nhiều Thời tiết ở đây ấm hơn ở miền Bắc nhiều Thì noàn khô là tính từ Và túa cũng đứng sau tính từ Không đứng sau các thành phần khác Chúng ta luôn luôn lưu ý như vậy Cái tiếp nữa Riêng từ duyền có thể Duyền là xa Có thể đứng sau từ xa Xa là kém Xa là kém ví dụ xeo quán tại su, kỹ thuật của bạn vương kỹ thuật của bạn vương Cha Giênh là còn kém xa tức là còn kém lắm kỹ thuật của bạn vương là còn kém lắm chúng ta lưu ý như vậy và kế tiếp nữa những từ ngữ làm bổ ngữ tuy ít nhiều nó có thay đổi nghĩa so với cái nghĩa gốc của chúng như vậy là khi chúng làm bổ ngữ thì chúng có ít nhiều có thay đổi so với nghĩa gốc nhưng mà khi dùng thì chúng ta cũng cần lưu ý một số điều sau tức là nó vẫn còn một chút gì đó cái nghĩa gốc của nó nhưng mà nó có thay đổi ít nhiều thứ nhất nha là từ chỉ và từ túa à, có thể dùng cho những cái câu mang nghĩa vừa tích cực và tiêu cực đều được rồi chỉ là cực kỳ và chữ túa là nhiều cực và và đa thì có thể dùng cho những câu mang nghĩa vừa tích cực vừa tiêu cực được cái nào cũng được hết còn cái thứ hai là sợ và hoài sợ là chết và hoai là hư bản thân của nó cái nghĩa gốc của nó vốn là mang nghĩa tiêu cực tức là nghĩa xấu à, nó chỉ thường có thể được dùng trong những cái câu mà mang nghĩa tiêu cực tức là nghĩa xấu thôi chúng ta lưu ý và kế tiếp nữa từ thô là chữ thấu và dòen là xa chỉ dùng cho câu mang nghĩa tiêu cực thôi không có dùng cho những cái câu mà mang nghĩa tích cực được đó là ba điều mà chúng ta cần lưu ý và phần thứ tư nè chúng ta lưu ý là riêng từ khoai nè sữa nè thô nè dèn và túa nó còn có thể dùng làm bổ ngữ chỉ kết quả nữa chứ không phải là chỉ bổ ngữ chỉ mức độ như nãy giờ chúng ta vẫn làm quen khi đó thì nghĩa của chúng không có thay đổi như vậy là khi chúng làm những cái từ này mà khi chúng làm bổ ngữ chỉ kết quả thì nghĩa của chúng không thay đổi. Và chúng nó cũng không có biểu thị cái mức độ nữa mà biểu thị kết quả. Mọi người xem ví dụ phía sau nha. Chúng ta khảo sát cái ví dụ thứ nhất. quần áo của tôi treo dị là bị mưa liễn thô là làm ướt sũng rồi. Đó là từ thô với cái Chức năng làm bổ ngữ chỉ kết quả Còn ví dụ cái tiếp bên dưới Trơ cơ rỉnh, khoai thô là Trơ cơ rỉnh là cái con người này khoai thô là hư vô cùng Hư cực kỳ hoặc là hư đốn cực kỳ Thì thô đó làm bổ ngữ chỉ mức độ Một ví dụ nữa Tha bà trao sen chi cào khoai là Cào khoai là làm hư Làm hư rồi anh ấy mang cái máy chụp hình ra làm hư rồi có nghĩa là anh ấy làm hư cái máy chụp hình rồi cậu khoai thì khoai ở đây làm bổ ngữ chỉ kết quả còn lưu ý bên dưới nè Chín thiên của chi <laughs> khoai là hôm nay tôi giận vô cùng của chi <laughs> khoai là tôi giận vô cùng như vậy là khoai ở đây làm bổ ngữ chỉ mức độ can tôi xuân ly làm việc gì cũng không thuận lợi hết can tôi xuân ly một ví dụ tham khảo nữa, trơ phẩn hoa. Trơ phẩn hoa là chậu hoa này khu sữa là. À, chậu hoa này bị khô và chết rồi. Như vậy sửa ở đây làm bổ ngữ chỉ kết quả khô và chết rồi. Trơ chen sư trên bà rỉnh chỉ sửa là. Cái việc này thật khiến cho người ta lo lắng chết đi được. Chỉ là lo lắng hoặc là sốt ruột. Như vậy chúng ta luôn luôn cố gắng phân biệt À, những cái từ mà nó có thể vừa làm bổ ngữ chỉ kết quả Vừa có thể làm bổ ngữ chỉ mức độ nha Khi làm bổ ngữ chỉ kết quả thì Cái nghĩa của nó không thay đổi so với nghĩa gốc Còn khi làm bổ ngữ chỉ mức độ Thì cái nghĩa nó thường chỉ ở mức độ rất cao thôi Tùy câu hoặc là tùy chỗ mà chúng ta dịch cho phù hợp Và chúng ta lưu ý là đặc điểm của những câu có bổ ngữ chỉ mức độ mà không dùng tơ Thứ nhất là cuối câu luôn luôn phải có trợ từ lơ. À, nãy ta có chi khoai lơ, hào chỉ là gì đó. À, luôn có lơ ở phía sau. Thứ hai là giữa động từ và bổ ngữ hoặc là giữa tính từ và bổ ngữ không thể chen các cái từ ví dụ như lơ hoặc là cua vào được. Không thể chen vào được. Đó là thứ hai. Thứ ba là khi chỉ là bổ ngữ chỉ mức độ trong một cái động từ mà sau đó nó còn có tân ngữ đi theo nữa thì phải lặp lại cái động từ một lần nữa chúng ta xem ví dụ bên dưới tha sèn hải chưa anh ấy nhớ con sèn chỉ là nhớ vô cùng như vậy mình dịch là anh ấy nhớ con vô cùng nhưng mà khi chúng ta nói thì chúng ta phải lặp lại cái động từ sèn đó xèo miễn à, bạn tiểu minh sèn ba bà sèn chỉ là như vậy là bạn minh hay tiểu minh gì đó giống bố vô cùng sèn ba bà sèn chỉ là lặp lại động từ sèn một lần nữa và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 2 của bổ ngữ chỉ mức độ. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở phần 2 trên 2 của bổ ngữ chỉ mức độ, tức là phần bổ ngữ chỉ mức độ mà có dùng đến từ tơ. Xin cảm ơn các bạn và các anh chị. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ comment, mình sẽ trả lời nhé Xin chào!